Chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. SCIC dự kiến bán vốn tại FPT và loạt doanh nghiệp. Chính phủ hoàn thành chuyển giao bắt buộc 3 ngân hàng trong năm 2024. 18.000 căn hộ tái định cư bỏ hoang ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Hoa hậu Ngọc Hưng thôi làm sếp công ty bất động sản. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Thông tin từ VN Express, SCIC dự kiến thoái vốn tại 31 doanh nghiệp, trong đó có FPT, đơn vị có thể giúp họ thu về 635 tỷ đồng. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC vừa công bố danh sách thoái vốn đợt 2 năm 2024 với 31 doanh nghiệp. Danh sách gồm 8 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán như Nhựa Tiền Phong, NTP, Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, HGM, FPT, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam VGV, Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang AGF, Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn SMA, Xây dựng Vật liệu Bến Tre VSB và Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng Hải Phòng CID. Trong đó, SCIC dự kiến thoái vốn toàn bộ 5,8% vốn tại FPT, tương ứng giá trị khoảng 635 tỷ đồng, tính theo vốn điều lệ hiện tại của doanh nghiệp này. Đây là thương vụ có giá trị dự kiến lớn nhất trong danh sách thoái vốn của SCIC đợt này, có thể tới hơn 8.500 tỷ đồng. Với giá thị trường cổ phiếu FPT chốt cuối ngày 17 tháng 5 là 134.500 đồng một cổ phiếu. Ngoài FPT, SCIC thoái hết vốn tại NTB, giá trị khoảng 480 tỷ đồng. SCIC hiện nắm 37,1% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. Hay một số thương vụ lớn khác như VGV với hơn 310 tỷ đồng, Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải hơn 230 tỷ đồng, Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên gần 140 tỷ đồng. Trước đó, trong danh sách công bố đợt 1 năm nay, SCIC dự kiến thoái vốn khỏi 27 doanh nghiệp, trong đó SCIC đã bán vốn thành công tại công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol VNC và công ty cổ phần phim truyện mục. Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, sáng ngày 20 tháng 5, báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, từ đầu năm đến nay, tăng trưởng kinh tế tiếp tục phục hồi, các hoạt động kinh tế xã hội diễn ra sôi động hơn. Tăng trưởng GDP quý 1 2024 đạt 5,66%, cao nhất trong giai đoạn 2020 đến 2023. Trong 4 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước đạt 43,1% dự toán, tăng 10,1%, kim ngạch xuất khẩu tăng 15%, xuất siêu 8,4 tỷ đô la Mỹ. Tổng vốn FDI đăng ký đạt 9,27 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5%, trong đó vốn FDI đăng ký mới đạt 7,11 tỷ đô la Mỹ, tăng 73,2%. Nhiều tập đoàn lớn đã cam kết đầu tư vào Việt Nam trong các ngành điện tử, chip, bán dẫn, năng lượng tái tạo. Về xử lý các dự án tồn động kéo dài, Phó Thủ tướng cho biết đã được tập trung xử lý, đạt kết quả tích cực. Trong đó, đã chuẩn bị hồ sơ, điều kiện để xem xét phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém. Hiện đã hoàn thành việc định giá 3 ngân hàng mua bắt buộc và dự kiến trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc trong tháng 5 2024, hoàn thành chuyển giao bắt buộc trong năm 2024, báo cáo của chính phủ nêu. Theo Hội Môi giới, hiện tượng nhà tái định cư bỏ hoang không còn hiếm gặp, riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có ít nhất 18.000 căn. Thông tin này được Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VAS nêu trong bản tin mới đây. Nhiều khu tái định cư ở các thành phố lớn có tỷ lệ lấp đầy rất thấp. Thậm chí có những tòa nhà không có người ở, các tòa nhà đều được xây dựng với quy mô lớn, đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, nhưng lại bị bỏ không hoặc sử dụng không hiệu quả, khiến toàn bộ hạ tầng, các hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng. Tại Hà Nội, thành phố cho biết có 174 khu nhà tái định cư đang được sử dụng với tổng số hơn 14.200 căn hộ. Số căn tái định cư bỏ hoang khoảng 4.000. Nhiều dự án có người dân về ở, nhưng diện tích kinh doanh dịch vụ cũng bị bỏ trống nhiều năm, không có đơn vị nào thuê hoặc sử dụng. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, thống kê của Sở Xây dựng cho thấy có hơn 14.000 căn hộ tái định cư bỏ trống, trong đó riêng khu tái định cư Bình Khánh, Thành phố Thủ Đức có hơn 12.000 căn không có người ở, dự án Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh với hơn 2.000 căn bỏ hoang. VAS cho rằng việc hàng chục nghìn căn hộ bỏ hoang trong khi nhiều người dân vẫn không có nhà ở là hiện tượng bất hợp lý. Từ năm 2018 đến nay, nguồn cung nhà ở, nhất là phân khúc căn hộ sụt giảm nghiêm trọng. Theo đơn vị này, số lượng dự án được phê duyệt ngày càng khan hiếm, trong khi các dự án đang triển khai cũng chật vật bởi vướng mắc về pháp lý và nguồn vốn.
Vì vậy, tình trạng bỏ hoang nhà tái định cư cần được quan tâm, giải quyết kịp thời để đánh thức loại hình nhà ở này, góp phần cải thiện nguồn cung, khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai. Đơn vị này đề xuất cơ quan quản lý nhà nước cần quy hoạch rõ ràng và hợp lý hơn khi chọn vị trí xây dựng các khu tái định cư. Các khu vực này cần được kết nối tốt với trung tâm thành phố và có đầy đủ hạ tầng, dịch vụ công cộng như trường học, bệnh viện, chợ. Đồng thời, nhà nước cũng cần giám sát chặt chẽ quá trình xây dựng để dự án tái định cư đảm bảo chất lượng, an toàn, tiêu chuẩn xây dựng. Hoa hậu Ngọc Hân từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Ninh Vân Bay do nguyện vọng cá nhân sau hơn 2 năm làm việc. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay NVT vừa thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc với bà Đặng Thị Ngọc Hân vì lý do cần tập trung cho mục tiêu cá nhân khác. Hoa hậu Ngọc Hân được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Ninh Vân Bay từ tháng 3 2022. Cô sinh năm 1989, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Ngoài hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, những năm gần đây, Ngọc Hân liên tục tham gia vào kinh doanh và đầu tư, giữ chức vụ Giám đốc đối ngoại tại Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai DNP, trót tiền vào loạt cổ phiếu có liên quan như CVT, HUT. Đầu năm 2021, Ngọc Hân trở thành cổ đông lớn của chuỗi cầm đồ T99 với khoản đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Cô cũng có thương hiệu thời trang riêng Ngọc Hân Boutique. Năm ngoái, tổng lương cơ bản, thưởng, hoa hồng và các khoản phụ cấp khác tại Ninh Vân Bay của Hoa hậu Ngọc Hân khoảng 1,4 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm 2022, trung bình gần 117 triệu đồng mỗi tháng. Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ Online, sáng nay, 20 tháng 5, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 khai mạc. Theo chương trình, kỳ họp được tiến hành theo hai đợt. Đợt 1 từ ngày 20 tháng 5 đến 8 tháng 6, đợt 2 từ ngày 17 tháng 6 đến sáng ngày 28 tháng 6. Dự kiến tổng thời gian làm việc là 26,5 ngày. Kỳ họp sẽ xem xét quyết định 42 nội dung về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Trong đó sẽ xem xét thông qua 10 dự luật như Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ, Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi. Xem xét thông qua 3 dự thảo nghị quyết, trong đó có 2 nghị quyết liên quan cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, Nghệ An. Cùng với đó, xem xét cho ý kiến 11 dự luật và cho ý kiến các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Trong đó tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn với 4 nhóm lĩnh vực, dự kiến trong 2,5 ngày vào cuối thời gian họp đợt 1. Về nội dung ngày làm việc đầu tiên, trước khi vào phiên khai mạc, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị. Cụ thể, tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Tiếp đó, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp, thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp. Sau đó, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với đại biểu Trương Thị Mai, Đoàn Hòa Bình. Từ 9 giờ, Quốc hội sẽ họp phiên khai mạc với phát biểu khai mạc của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Sau phát biểu khai mạc, Quốc hội sẽ nghe báo cáo quan trọng về tình hình kinh tế xã hội của Chính phủ, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội. Liên quan công tác nhân sự, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông tin tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Về dự kiến thiết kế chương trình với công tác nhân sự bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, ông Cường cho biết, cuối giờ sáng ngày 20 tháng 5, Quốc hội sẽ bắt đầu tiến hành và sáng ngày 22 tháng 5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự. Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội trước, sau đó sẽ bầu Chủ tịch nước theo quy định. Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về việc bầu, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức. Trước đó, Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.